Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 18 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày đến Triều Tiên. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga đến quốc gia Đông Bắc Á trong 24 năm qua. Ngày 17 tháng 6, ông Yuri Usakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, công bố lịch trình chi tiết dự kiến khi ông Putin thăm Triều Tiên và cho biết chuyến thăm hẹn sẽ rất sôi động, theo hãng thông tấn TASS. Vào ngày 18 và 19 tháng 6, Tổng thống của chúng tôi sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Đây sẽ là chuyến thăm thứ hai của nguyên thủ quốc gia Nga tới Bình Nhưỡng trong toàn bộ lịch sử quan hệ giữa chúng tôi. Chương trình rất chuyên sâu, ông Usakov nói. Cụ thể, ông Usakov cho hay phần nội dung chính của chuyến thăm của Tổng thống Putin sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6, bao gồm các cuộc đàm phán song phương và gặp lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Putin thăm Triều Tiên trong 2 ngày. Vào ngày 18, Tổng thống sẽ bay tới Bình Nhưỡng vào tối muộn và toàn bộ phần quan trọng sẽ diễn ra vào ngày 19, ông Usakov lưu ý. Cố vấn Tổng thống Nga cho biết, ông Putin và ông Kim sẽ thảo luận loạt chủ đề bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, năng lượng, giao thông, nông nghiệp, quan hệ khu vực, các vấn đề an ninh, các vấn đề hợp tác trên trường quốc tế. Ngoài ra, chương trình chuyến thăm dự kiến sẽ bao gồm ký kết một hiệp ước mới về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, ông Usakov cho biết thêm. Một số tài liệu sẽ được ký kết, có thể nói đây là một hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện. Văn kiện này đang được soạn thảo và nếu được ký kết, nó sẽ thay thế các văn kiện cơ bản giữa hai bên được ký kết trong quá khứ, ông Usakov nói. Vị cố vấn giải thích rằng, hiệp ước tiềm năng khi ông Putin thăm Triều Tiên lần này sẽ thay thế hiệp ước hợp tác hữu nghị và tương trợ lẫn nhau Nga-Triều năm 1961, hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga-Triều năm 2000, cũng như tuyên bố Moscow-Bình Nhưỡng năm 2000 và năm 2001. Ông Usakov lưu ý rằng, thỏa thuận này sẽ không nhằm mục đích chống lại bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ vạch ra những triển vọng hợp tác hơn nữa và có tính đến những gì đã xảy ra giữa hai nước trong những năm gần đây ở lĩnh vực chính trị, quốc tế, kinh tế và tất nhiên là cả an ninh. Cũng theo quan chức này, việc ông Putin thăm Triều Tiên sẽ thể hiện mong muốn của Moscow trong đối thoại và hợp tác bình đẳng với tất cả các nước. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương vì sự phát triển trong tương lai của hai nước. Chuyến thăm cũng cho thấy Nga ủng hộ một cuộc đối thoại bình thường và sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước, đặc biệt là với các nước láng giềng gần nhất của chúng tôi, bất chấp mọi nỗ lực gây áp lực từ phương Tây, TASS dẫn lời ông Usakov. Trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Putin có một bài viết đăng trên nhật báo Rodong Shimun của Triều Tiên với nhan đề Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, truyền thống hữu nghị và hợp tác hàng thập niên, nhấn mạnh rằng hai nước đã phát triển mối quan hệ tốt đẹp trong hơn 70 năm qua dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Trong bài viết, nhà lãnh đạo Nga cảm ơn Triều Tiên vì luôn hỗ trợ Nga, đồng thời cam kết sẽ liên tục hỗ trợ Triều Tiên cũng như nhân dân Triều Tiên anh hùng. Tổng thống Putin cảm ơn Triều Tiên vì Bình Nhưỡng luôn là bên ủng hộ tận tâm và cùng chí hướng của chúng tôi. Tổng thống Nga cho biết, Moscow và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục cùng nhau chống lại các lệnh trừng phạt, sẽ xây dựng một kiến trúc an ninh bình đẳng, không thể chia cắt ở Á-Âu, đáp lại tình cảm của ông Putin. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 18 tháng 6 đã có bài viết thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Bình Nhưỡng đối với Moscow. Ngày 17 tháng 6, ông Yuri Usakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, công bố lịch trình chi tiết dự kiến của Tổng thống Nga khi thăm Triều Tiên từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 6, theo hãng thông tấn TASS. Ông Usakov nhấn mạnh rằng chương trình chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin tới Triều Tiên hứa hẹn sẽ rất sôi động. Ông Usakov nói, vào ngày 18 đến ngày 19 tháng 6, Tổng thống của chúng tôi sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Đây là chuyến thăm thứ hai của nguyên thủ quốc gia Nga tới Bình Nhưỡng trong toàn bộ lịch sử quan hệ giữa chúng tôi. Chương trình rất chuyên sâu. Theo đó, ông Usakov cho hay, phần nội dung chính trong chuyến thăm của Tổng thống Putin sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6, bao gồm các cuộc đàm phán song phương và gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Usakov lưu ý rằng chuyến thăm này sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày. Vào ngày 18, Tổng thống sẽ bay tới Bình Nhưỡng vào tối muộn và toàn bộ phần quan trọng sẽ diễn ra vào ngày 19. Cố vấn Tổng thống Nga cho biết ông Putin và ông Kim sẽ thảo luận loạt chủ đề bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, năng lượng, giao thông, nông nghiệp, quan hệ liên khu vực, các vấn đề an ninh, các vấn đề hợp tác trên trường quốc tế. Ông Usakov cũng cho hay, quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng phát triển tích cực trong những năm gần đây dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và con đường phát triển đã lựa chọn. Ông này nói thêm rằng, chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Triều Tiên sẽ thể hiện nguyện vọng của Moscow tiến hành đối thoại và hợp tác bình đẳng với tất cả các nước. Ông Usakov nói,
chuyến thăm của chúng tôi rõ ràng có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương, không chỉ vì sự phát triển trong tương lai của hai nước, mà nó cũng cho thấy Nga ủng hộ các cuộc đối thoại bình đẳng và sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước, đặc biệt là các nước láng giềng gần gũi nhất với chúng tôi, bất chấp những áp lực từ phương Tây. Ngày 6 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nói rằng Moscow sẵn sàng trang bị vũ khí cho kẻ thù của Mỹ để đáp trả việc Mỹ và các đồng minh của Washington gửi vũ khí tới Ukraine, Đài RT đưa tin. Đây là một sự thay đổi khá quan trọng trong chính sách đối ngoại của chúng tôi, ông Medvedev đăng trên nền tảng X, trước đây là Twitter. Theo ông, cho đến nay, Mỹ và các đồng minh của Washington vẫn cảm thấy rằng họ có quyền gửi tất cả các loại vũ khí tới Ukraine để tiêu diệt Nga bằng mọi cách có thể, đồng thời đe dọa bất kỳ bên nào cung cấp cho Moscow vũ khí hoặc các vật liệu khác để phòng thủ. Ông Medvedev viết, bây giờ mong rằng Mỹ và các đồng minh của họ sẽ được tận mắt chứng kiến việc bên thứ ba trực tiếp sử dụng vũ khí Nga. Các khu vực này, hiện chúng tôi không nêu tên, có thể là tất cả những bên coi Mỹ và đồng minh của Mỹ là kẻ thù. Kẻ thù của Mỹ đều là bạn của Nga, vị quan chức tuyên bố. Trước đó, ngày 5 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang xem xét các biện pháp bất tương xứng để đối phó với các nước phương Tây cho Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí tầm xa tiên tiến có tính chất tương tự như loại mà phương Tây đang cung cấp cho Ukraine, cho các đối thủ phương Tây trên thế giới, từ đó giáng đòn vào các quốc gia phương Tây đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Putin trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ về Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ chỉ quan tâm đến sự vĩ đại của chính Washington, chứ không quan tâm tới Ukraine. Chia sẻ với Tổng biên tập các cơ quan báo chí thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, SPIEF, Nga, ngày 5 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ chỉ quan tâm đến sự vĩ đại của chính họ, chứ không quan tâm tới Ukraine. Đài RT đưa tin. Theo ông Putin, việc Mỹ tham gia cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine bằng cách viện trợ cho Kiev nhằm thúc đẩy tham vọng toàn cầu của Washington. Khi được hỏi về khả năng Mỹ sẽ thay đổi chính sách đối với Nga, ông Putin nhận định rằng điều đó phần lớn phụ thuộc vào chính Washington và nhận thức của nước này về thực tế. Tổng thống Putin nói thêm rằng nước Mỹ hiện đang tập trung vào các tham vọng theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, điều mà các nhà lãnh đạo Nga cho rằng đang tiêu diệt nước Mỹ từ bên trong. Không ai ở Mỹ quan tâm tới Ukraine. Washington không chiến đấu vì Ukraine hay người dân Ukraine. Họ đang chiến đấu vì sự vĩ đại của chính họ và vì tham vọng lãnh đạo toàn cầu. Tổng thống Putin nói, theo nhà lãnh đạo Nga, chính quyền Mỹ hiện tại không quan tâm nhiều đến việc giúp Kiev chiếm ưu thế trong tình hình bế tắc đang diễn ra. Thay vào đó, Mỹ đang quyết tâm ngăn chặn bất kỳ thành công nào của Nga, vì họ cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại đến vị thế lãnh đạo của Washington. Ông Putin khẳng định những tham vọng toàn cầu hóa đó có hại cho chính nước Mỹ, đồng thời nêu rõ lạm phát cao và khoản nợ khổng lồ là một trong những thách thức lớn nhất mà Mỹ hiện đang phải đối mặt. Theo ông Putin, chính quyền Mỹ tương lai có thể đảo ngược xu hướng này bằng cách tập trung vào việc củng cố nước Mỹ từ bên trong, củng cố nền kinh tế và tài chính, xây dựng quan hệ bình thường với thế giới. Ông Putin nói thêm rằng, những chính sách như vậy có thể mang lại một số thay đổi thực sự trong quan hệ giữa Moscow và Washington. Phát ngôn của Tổng thống Putin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Điện Kremlin lần đầu tiên gọi Mỹ là kẻ thù. Điện Kremlin trước đây gọi Mỹ là quốc gia không thân thiện hoặc đối thủ. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.